tưởng chừng ở thành phố 5 triệu dân này, không tìm đâu một nơi yên tĩnh để con người suy ngẫm về lẽ sống và ý nghĩa của cuộc đời. Vậy mà đường phố mang tên nhà thơ Tú Xương lại rất yên tĩnh, kể cả sau cơn mưa, người đi đường dẫu hối hả, nhưng cũng không gây nên nhiều tiếng động ồn ào. Ngôi nhà số 45 đường Tú Xương được dành làm nơi di dưỡng tuổi già của đồng chí Võ Chí Công, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Bí thư Khu ủy khu 5 thời kỳ chống Mỹ, nguyên Phó Thủ tướng và nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại ngôi nhà yên tĩnh này, vẫn thường xuyên có những buổi bình minh rực rỡ. Đó là cảnh sum họp gia đình, có đủ mặt con cháu. Biết tính người già thích hồi tưởng lại quá khứ, nên các cháu chắc thường mở những trang album có hình ảnh vị chủ tịch nước tiếp khách quốc tế, trông thật đẹp, thật oai để ông vui. Nhưng chúng làm sao biết được người ông gắn bó sâu nặng nhất với đoạn hồi ức nào trong gần trọn một thế kỷ hoạt động cách mạng. Nghe con cháu hỏi, năm nay ông muốn đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, Nha Trang hay Đà Lạt, ông chỉ hiền hậu mỉm cười. Bởi ông thường mong muốn được về thăm bà con ở quê nhà, nơi có dòng sông Thu Bồn dịu dàng, tiếng hò hoan. Lời hát xưa nghe sao thắm đượm tình, sao xuyến trong tim mình, con chim không bay về đâu, nghĩa nặng tình sâu, đồng xanh lúa khoai bông. Đất Quảng Nam nghèo đã hàng mấy trăm năm rồi, nhưng con người ở mảnh đất khô khát này vẫn cháy bỏng khát vọng đổi đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cách thị xã Tam Kỳ không bao xa có thôn Khương Mỹ thuộc xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, là một làng quê thuần nông. Khương Mỹ là một thôn nghèo, nhưng mỗi mảnh vườn, ngôi nhà, bụi tre vẫn giữ được bản sắc một làng quê thuần khiết. Ở đây có những tháp chàm nổi tiếng là niềm tự hào của người dân Quảng Nam. Làng quê bình dị này cũng sản sinh nhiều dòng họ trí thức. Vào đầu thế kỷ 20, có một gia đình trí thức yêu nước đã sống trong ngôi nhà này. Đó là gia đình cụ Võ Dương, thân phụ của vị chủ tịch nước Võ Chí Công. Ở nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Xuân, nhân dân đã dành khu vực trang trọng nhất để xây phần mộ thân phụ và thân mẫu đồng chí Võ Chí Công, với ý nghĩa là những nhà cách mạng tiền bối. Thân mẫu đồng chí Võ Chí Công đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Còn cụ Võ Dương là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1933, đã hy sinh trong nhà tù đế quốc. Cụ Võ Dương vốn là bạn tâm giao với nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng, người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin tưởng, và khi giã biệt cuộc đời cũng được Bác Hồ ghi những dòng tưởng niệm đẹp nhất. Năm 1927, cụ Võ Dương đã gửi gắm cậu con trai là Võ Toàn tới làm việc ở tòa soạn báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, là tờ báo yêu nước nổi tiếng ở miền Trung.
Như vậy là từ năm 14 tuổi, cậu thiếu niên Võ Toàn, sau này là chủ tịch Võ Chí Công, đã sớm tham gia hoạt động cách mạng trong môi trường những nhà trí thức yêu nước. Ngày nay, thị xã Hội An là một trọng điểm du lịch hấp dẫn hàng vạn du khách bốn phương. Du khách thường bị cuốn hút bởi các di sản văn hóa và kiến trúc, nên dường như không mấy người biết tòa nhà to đẹp được dùng làm khách sạn du lịch ngày nay đã được xây dựng trên nền một nhà tù thực dân, nơi hơn nửa thế kỷ trước đã từng giam cầm đồng chí Võ Chí Công cùng nhiều cán bộ cách mạng khác. Tại một ngõ hẻm ở thị xã Hội An, chúng tôi đã tới nơi tổ chức cuộc họp lịch sử của Ủy ban Khởi nghĩa, cuộc họp mang dấu ấn đậm nét về sự chỉ đạo sáng suốt của đồng chí Võ Chí Công. Trong 2017, trong ngày 18 này, toàn bộ tỉnh Quảng Nam căn bản như là để hoàn thành cuộc khởi nghĩa. Và cuộc khởi nghĩa Hội An như thế, rõ ràng nó là một trong bốn tỉnh khởi nghĩa trước trong toàn quốc, là trước một ngày lúc đó có vua cùng nghĩ gì đó. Vai trò của đồng chí Võ Chí Công trong quá trình đó thì đồng chí cũng là tích cực trong vấn đề là đồng đề xuất cũng trong cái chuyện đối với tỉnh ủy trong vấn đề là tiến hành cái dễ sớm Hội An. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hội An đã thành công sớm một ngày so với cả nước, khiến toàn bộ hệ thống cai trị của địch đều nhanh chóng hàng phục cách mạng. Những người lãnh đạo khởi nghĩa ở Hội An ngày ấy đều còn rất trẻ. Nhưng người quyết định trước thời cơ để phát động khởi nghĩa chính là đồng chí Võ Chí Công và người vợ thân yêu là đồng chí Phan Thị Nè, giờ đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta. 9 năm kháng chiến chống Pháp đã kết thúc thắng lợi, nhưng dòng sông Bến Hải vẫn thấm đẫm nước mắt của nhân dân hai miền Nam Bắc. Đồng chí Võ Chí Công đã sớm trở về miền Nam để lãnh đạo nhân dân đi tiếp chặng đường gian khổ. Đó là những năm tháng đen tối và với những đợt tố cộng liên miên, nhân dân bị giam cầm trong các ấp chiến lược, hàng chục vạn cán bộ bị sát hại tù đày. Để phá vỡ màn đêm u ám đó, đồng chí Võ Chí Công cùng đồng chí Nguyễn Văn Linh đã đóng góp những luận cứ quan trọng để Bộ Chính trị ra nghị quyết 15 phát động cao trào đồng khởi ở Việt Nam, dẫn tới sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày ấy, rất ít người biết đồng chí Võ Chí Công đã trực tiếp lập kế hoạch giải thoát luật sư Nguyễn Vũ Thọ để đưa về căn cứ Tây Ninh làm chủ tịch mặt trận. Thậm chí, ngay trong buổi ra mắt chủ tịch đoàn mặt trận, cũng thiếu vắng gương mặt vị phó chủ tịch Võ Chí Công, bởi đồng chí đã âm thầm trở về lãnh đạo chiến trường khu 5, một trong những chiến trường gian khổ và ác liệt nhất. Ngày 8 tháng 3 1965, quân Mỹ và chư hầu bắt đầu đổ bộ lên cảng Đà Nẵng. Quân Mỹ được trang bị hiện đại và lực mạnh gấp nhiều lần quân Ngụy, lại được bảo vệ trong những căn cứ vững chắc. Chúng đã gây biết bao tội ác với nhân dân khu 5, nhưng có dám đánh Mỹ và có thể thắng Mỹ không? Hàng triệu quân dân khu 5 chờ đợi một quyết sách mang tầm chiến lược. Chiến thắng núi Thành đã làm nức lòng cả nước và cũng tạo bước ngoặt mở ra cao trào đánh Mỹ và thắng Mỹ ở miền Nam. Tôi với ông Võ Chí Công là thống nhất là đánh như tôi thì chuẩn bị đánh, nhưng mà rồi sau đó cơ quan tham mưu này nó lại phê bình là Bộ Tư lệnh không dùng chủ lực, nhưng mà nó không hiểu. Bây giờ dùng những tiền đấy tôi nói với các ông chí cái ý nghĩa thế này, tức là chủ lực mà đánh núi Thành thắng thì về nói rồi, nhưng mà nếu không thắng thì khỏi nói, thì sẽ làm cho cái địa phương có cái du kích nó ngại. Nhưng mình dùng lực lượng địa phương với đặc công mà đánh thắng một trận thì chủ lực không phải nói nữa, anh địa phương cũng thắng thì anh phải thắng. 35 vẫn chưa quên những cuộc đàn áp đẫm máu của Mỹ Ngụy sau Tết Mậu Thân 1968.
tại hầu khắp các đô thị, cơ sở cách mạng đã bị tổn thất nặng nề. Nhưng khu ủy khu 5, đứng đầu là đồng chí Võ Chí Công, đã quyết định rút kịp thời lực lượng sang bên kia sông Hàn trong đêm mùng 1 tháng 2 1968. Nhờ vậy, đã bảo toàn lực lượng để 7 năm sau giành thắng lợi rực rỡ trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Đã có hàng trăm cuốn sách, hàng chục bộ phim về đại thắng mùa xuân năm 1975. Nhưng sẽ khiếm khuyết nếu không nói tới cuộc tấn công thần tốc của quân dân khu 5 trong 2 tuần lễ giải phóng cả đồng bằng miền Trung, và chỉ trong 1 ngày 1 đêm đã giải phóng thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình địch thất trận ở Buôn Ma Thuột và rút chạy khỏi Tây Nguyên, đồng chí Võ Chí Công đã xin phép Bộ Chính trị cho chuẩn bị phương án giải phóng các tỉnh miền Trung. Nhưng tình hình diễn biến rất nhanh, địch tiếp tục tan rã và rút chạy khỏi Huế về co cụm tại Đà Nẵng. Đồng chí Võ Chí Công và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định phải thần tốc tấn công Đà Nẵng sớm hơn kế hoạch, chớp thời cơ địch hoang mang tan rã, không cho chúng có thời cơ tạo thế phòng ngự. Và chỉ trong 1 ngày 1 đêm, căn cứ phòng ngự mạnh nhất của địch đã sụp đổ. Trên 10 vạn quân địch và 5.000 sĩ quan hoàn toàn tan rã, đã tạo một bước ngoặt quyết định cho sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh. Giải phóng thành phố Đà Nẵng này là có cái công lao của đồng chí Võ Chí Công, là theo dõi cái tình hình và thấy rằng cái thời cơ giải phóng Đà Nẵng đã đến. Qua cái kinh nghiệm của đồng chí, cho nên đồng chí đã đề nghị lên Bộ Chính trị và các đồng chí chỉ đạo cho các lực lượng địa phương và kể cả các cái lực lượng chủ lực của quân khu để mà làm cái gì. Thì đúng ra là cũng không có thể làm sớm được, không có thể là làm ngày 28 được, bởi vì Ngô Quang Trưởng còn ngồi đó và nó còn nắm được cái lực lượng nó chống trả lại. Và nếu như để sao chậm á thì có khi là nó củng cố lại và mình cũng vào giải phóng, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn. Từ thành phố Đà Nẵng bừng bừng khí thế chiến thắng, đồng chí Võ Chí Công đã điện trực tiếp cho Tổng Bí thư: 10 vạn quân địch đã tan rã, Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, tôi đang ở trong thành phố. Tin giải phóng Đà Nẵng mang lại niềm hân hoan trong toàn thể Bộ Chính trị, thể hiện trong bức điện trả lời của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Giải phóng Đà Nẵng sớm ngoài kế hoạch có ý nghĩa quyết định, báo hiệu Sài Gòn sẽ sụp đổ không còn bao lâu nữa. Từ ánh hào quang chiến thắng cho tới công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để, vận nước đã có lúc chao đảo trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Với cương vị Phó Thủ tướng, đồng chí Võ Chí Công lại đi tiên phong trong công cuộc đổi mới cơ chế ngư nghiệp và nông nghiệp. Hôm nay, ngành thủy sản Việt Nam hân hoan kỷ niệm chặng đường 40 năm với những kỳ tích về xuất khẩu, với hàng triệu nông dân các vùng ven biển đang nhanh chóng đổi đời. Mới cách đây 2 thập kỷ, người dân sinh sống ngay tại vùng biển cũng không dám mơ tới tôm cá trong bữa ăn. Thì đến năm 2000, ngành thủy sản đã dư thừa sản phẩm cung ứng cho nhân dân, còn xuất khẩu tới gần 1.5 tỷ đô la. Chìa khóa làm nên phép màu ấy chính là cuộc cách mạng về cơ chế quản lý, với những bước đột phá mang dấu ấn sâu đậm của đồng chí Võ Chí Công, vị bộ trưởng đầu tiên của ngành thủy sản Việt Nam. Đồng chí Võ Chí Công là bộ trưởng đầu tiên của ngành thủy sản Việt Nam chúng tôi. Có thể nói là trong một thời gian ngắn, với cương vị là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy sản, đồng chí đã có những đóng góp hết sức to lớn, đặt nền móng cho sự phát triển về lâu dài của ngành hải sản, về sau này là ngành thủy sản Việt Nam. Và với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách khối nông nghiệp, thì đồng chí phải nói làm cho rõ các khoáng trong thủy sản là cái gì.
Thì từ đồng chí chỉ đạo tổng kết cái khoáng nông thủy sản rồi thì đồng chí nghiên cứu tiếp cái khoáng trong nông nghiệp. Đã có nhiều người luận bàn về ý nghĩa lớn lao của chỉ thị 100 và nghị quyết 10 về nông nghiệp, đã đưa đất nước từ tình trạng khan hiếm lương thực trở thành quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Nhưng để đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, đòi hỏi phải có một nhà lãnh đạo sâu sát với thực tiễn và dũng cảm bảo vệ chân lý. Người đó chính là Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp Võ Chí Công. Hôm nay, việc cấp những cuốn sổ sở hữu ruộng đất cho nông dân là chuyện quá khứ, và nền nông nghiệp Việt Nam cất cánh bay cũng thành lẽ tự nhiên. Nhưng mới hai thập kỷ trước, việc khoán ruộng thật không đơn giản. Có ai ngờ, Đảng ủy xã Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Phúc phải họp bí mật trong ngôi đền này để bàn chuyện khoán ruộng cho nông dân. Ở huyện An Lão, Hải Phòng, Đảng bộ phải dẹp cả tượng thánh lấy chỗ hội họp để bàn việc khoán chui ruộng đất cho nông dân. Bởi ngay đến Phó Thủ tướng Võ Chí Công còn bị những người bảo thủ đả kích, huống chi là những cán bộ đảng ở cơ sở. Khi mà vào đại hội năm, thì một ông chủ nhiệm ở tác xã ở Ba Vì, ông ấy gửi lên trên ban bí thư. Ông ấy bảo đánh đổ ông Võ Chí Công với lại Nguyễn Ngọc Tiêu đi. Và lại chém đầu vì hai cái ông này là chủ trương phá tác xã và phá xã hội chủ nghĩa. Rồi đi khoán sản phẩm, nó cũng đang đến như thế. Nhưng mà cuối cùng thì nó thành công. Và cái thành công thì phải nói là không có anh Võ Chí Công, tôi cũng thường nói không có anh Võ Chí Công thì không thành công được. Không, có thể cũng thành công nhưng phải gầy gò lắm. 20 năm sau hội nghị cách mạng về nông nghiệp ở Hải Phòng vẫn đọng lại nhiều hồi ức về một nhà lãnh đạo nặng tình với nông dân. 20 năm rồi, thế mà tôi thấy vẫn còn nhớ lại là bởi vì nó sâu sắc quá. Khi mà anh Võ Chí Công chuẩn bị cho cái hội nghị này, đi về nghiên cứu trước ở các xã của Đồ Sơn và nghe huyện báo cáo mấy lần. Thế thì trên đường đi ô tô thăm các xã thì đi cái xe Volga đời mới đấy, đẹp. Thế mà anh ấy có hỏi tôi ngồi trong xe, thì bảo thế này, sao chúng mình đi xe đẹp mà thấy dân không đáp đá đáp đất nhỉ? Thế tôi nói là báo cáo anh là nếu như cái này mà chúng ta đi sớm trước đây chừng độ 3-4 tháng thì chắc rằng là bị đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì người ta trông cái xe này, người ta biết là của những nhà lãnh đạo đảng và nhà nước rồi, thì người ta lại cảm ơn và hoan nghênh thôi. Đấy, anh trông xem các cháu nó đang vui cười mà người dân dừng lại cũng cười. Chủ tịch nước là chức vụ cao nhất mà Đảng và nhân dân đã giao phó cho đồng chí Võ Chí Công. Những thước phim tư liệu về vị chủ tịch nước thường gắn liền với những buổi thăm viếng và các nghi lễ ngoại giao. Nhưng với riêng chủ tịch nước Võ Chí Công thì hồi ức sâu đậm nhất lại là những trăn trở nhằm xây dựng và hoàn thiện một cơ chế có thể thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Anh Võ Chí Công có thể nói là một người có công lớn trong việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của cái thời kỳ trước đổi mới chung, và đặc biệt là trong nông nghiệp, như là anh đã góp một cái công sức rất lớn vào cái chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Và ngay từ đó anh đã được có một cái tên rất là vui là anh Năm Cơ Chế. Thế khi anh là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thì tôi nghĩ là cái tên anh Năm Cơ Chế lại tiếp tục được phát huy. Mà thực sự là cái tên anh Năm cơ chế tôi cho là cũng rất là hay, rất là thú vị, và nó phản ánh đúng cái công lao đóng góp của anh Võ Chí Công trong cái, không chỉ là trong lĩnh vực đổi mới kinh tế
mà cả trong lĩnh vực đổi mới chính trị. Trước đây, chúng ta đã quá quen với hình ảnh các đại biểu Quốc hội đồng loạt giơ tay biểu quyết trước bất kỳ chính sách nào của nhà nước. Trước đây thì biểu quyết rất đơn giản, vì tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn rồi, ra thảo luận cũng không bao nhiêu. Cuối cùng là tất cả các đại biểu là giơ tay. Mà đã giơ tay thì ai không giơ tay, mà không ủng hộ, không đồng tình thì nó phức tạp lắm. Nhưng bây giờ đồng chí đồng tình chỉ đạo chúng tôi để phải ra một cái gọi là cái điện tử, cái biểu quyết, ấn nút. Cái đó là một cái rất dân chủ. Đừng nghĩ những phím bấm điện tử này chỉ mang ý nghĩa cải tiến kỹ thuật, mà chính là những bước đột phá khiến các phiên họp Quốc hội thời kỳ đổi mới ngày càng thu hút sự quan tâm của cả nước. Cuốn hồi ký đã khép lại, nhưng người làm phim vẫn còn đôi điều muốn nói thêm về chân dung một nhà cách mạng. Ở thôn Khương Mỹ, đang có quy hoạch bảo tồn và trùng tu tháp tràng để không bị mai một với thời gian. Nhiều lần nhân dân đề nghị xây dựng nhà tưởng niệm người con ưu tú của quê hương, nhưng đồng chí Võ Chí Công vẫn cho rằng còn nhiều việc cần làm hơn là suy tôn công trạng của một con người. Đến nay, họ Võ vẫn chưa có nhà từ đường ngoài bàn thờ gia tiên để con cháu về cúng dỗ. Còn cái chuyện làm nhà thờ tập á, thì ông bảo rằng giữ gìn cái truyền thống thì tốt, còn làm cái gì thì nó cũng vừa phải. Chứ hồi trước đó là ông bà cũng là nhà nghèo thôi. Bây giờ mình làm cái gì nó to quá, nó sang quá thì vừa là tốn phí tiền bạc, nhưng mà đồng thời đó là ông bà đi về là thấy lạ rồi nhận không ra. Vài năm gần đây, những người dân bình thường ở xã Tam Xuân cũng đua nhau xây dựng phần mộ dòng họ thật to, thật bề thế. Nhìn con cháu tới thắp hương ở phần mộ họ Võ, chắc không mấy ai hình dung khu mộ giản dị này lại là của gia đình vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phẩm chất trong sáng và tác phong bình dị của vị Chủ tịch nước đã chinh phục lòng tin yêu của mọi tầng lớp, mọi thế hệ, như dòng nước mát thấm tới nhiều vùng rất sâu, rất xa. Lặn lội tới thăm một bản làng hẻo lánh ở căn cứ địa Trà My, thấy lòng mình ấm áp khi được nghe những lời lẽ tâm tình của người dân đối với một nhà lãnh đạo. Sư ơi, ngày xưa là khu ủy đóng tại cái vùng này, Cà Giáp này. Thế bác sư còn nhớ ai là bí thư khu ủy hồi đó? Đó, ông này. Chính là ông Nam Công, thì ông đóng ngay trong khu vực Trà Tông này. Là ông đối với nhân dân ở đây thì trong cái khu vực này thì là ông rất là quan tâm. Chính là dân của mình thì là rất là mến phục cho ông. Mến phục của ông Nam Công. Ông đến với dân thì ông hướng dẫn cái cách dân làm ăn như thế nào, và đấu tranh như thế nào. Đó là ông phát biểu với dân, thì ông nói với dân rất là dân rất là cảm ơn ông. Năm đồng chí Võ Chí Công tròn 82 tuổi, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng trao tặng đồng chí huân chương sao vàng và huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Người ta thường nói, trong buổi hoàng hôn của cuộc đời thì quá khứ sống dậy, còn nụ cười thì hiếm hoi. Nhưng với đồng chí Võ Chí Công thì không hẳn như vậy.
mới kể chuyện cho anh Thái nghe. Nhớ lắm, mấy ngày Tết á, mấy ngày Tết giữ tình nghĩa sinh gia rồi. Ra là thầy vui với họ thấy vui ra. Dạ. Để khép lại một bộ phim chân dung, tôi cũng sẽ không yêu cầu đồng chí nói gì về bản thân và nói gì với hậu thế. Bởi một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân, đủ nói lên tất cả. Bão xa. Sáng nay, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan và có tên quốc tế là Babuk. Đây là cơn bão thứ 6 hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Hồi 13 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão Babuk ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 123,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo Đài Loan, cách bờ biển Đài Loan khoảng 240 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật trên cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 25 đến